Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Queto, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Và kính thưa quý vị thân mến, ở dạo gần đây thì mẫu nhà 2 tầng mái Nhật đang là một trong số những mẫu nhà hot được tất cả quý vị và khán giả đang được đón xem và cũng như là lựa chọn tiêu dùng và xây dựng dành cho ngôi nhà của mình. Và để giúp cho quý vị chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về mẫu nhà này thì ngày hôm nay Minh Thưởng cùng Nhà đẹp Queto đang có mặt tại tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tại nhà có chủ đầu tư là Bắc Vịnh, để giới thiệu tới quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thưởng vào bên trong tham quan và chúc mừng thân gia nhé. Xin mời quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng tham quan cũng như là chiêm ngưỡng về ngôi nhà 2 tầng mái Nhật này thì xin mời quý vị sẽ cùng đón xem về những nhận xét đánh giá mà chủ đầu tư là Bắc Vịnh đã lựa chọn thiết kế cũng như là thi công của Nhà đẹp Queto chúng tôi. Và xin được chào mừng Bắc Vịnh ạ. Dạ xin vâng. Kính chào nhân viên của coi là công ty Queto. Dạ vâng. Thế là coi là hôm nay trực tiếp là cái ngày đúng là ngày tốt rồi. Dạ vâng. Thế mà coi phỏng vấn gia chủ. Dạ vâng. Gia chủ thì cũng có, hôm nay là tôi là họ tên là Ngụy Văn Vịnh, tổ dân phố Long Trì, thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang. Dạ vâng. Thế gia chủ nhà tôi vừa hoàn thiện xong công trình này và nhà máy Nhật. Dạ vâng. Trên tinh thần là xây dựng kiến thiết theo thiết kế bản vẽ của công ty Queto. Dạ vâng, chào cảm bác rất nhiều ạ. Dạ vâng. Và thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay nhân dịp là chúc mừng nhà mới thì cháu Thưởng đại diện Nhà đẹp Queto có xuống món quà thay mặt một lời cảm ơn chân thành này vì sự tin tưởng cũng như là lựa chọn Bắc Vịnh dành tặng tới Nhà đẹp Queto chúng cháu trong quá trình khi mà mình lựa chọn thiết kế này cũng như là lựa chọn nhà kiến trúc và là thi công. Vâng. Và tiện đây thì cháu cũng xin phép phỏng vấn bác một chút, đó là sau khi mà nhà mình nhận bàn giao và hoàn thiện ngôi nhà này thì không biết rằng là Bắc Vịnh cũng như là các thành viên ở trong gia đình đánh giá sao về thiết kế mà bên cháu mang lại ạ? Chung quy đại câu là gia đình thì cơ bản là như thế này, nhận xét chung về vấn đề coi là quá trình mà thi công các công trình chứ không phải là công trình nhà tôi. Nên sử dụng vào gọi là thiết kế bản vẽ. Đấy là quan điểm rõ của tôi. Dạ vâng, đúng thứ rồi. Hai nữa là thiết kế bản vẽ là nó đi rất chi tiết từ vấn đề hình thức. Dạ vâng. Và vấn đề kết cấu công trình. Dạ vâng. Mà có thể là cơ bản là mình tiết kiệm được nguyên vật liệu. Dạ vâng, đúng đỡ bị lãng phí. Dạ vâng, đúng đấy. Rồi. Và cái thưa quý vị thân mến thì cũng chia sẻ một chút là Bắc Vịnh cũng là một trong số những công gọi là người đi xây dựng và có rất nhiều năm kinh nghiệm. Cho nên là khi mà bác nhìn thấy một bản thiết kế một cách đầy đủ từ kiến trúc, từ kết cấu, từ điện nước. Và bác đã đánh giá rằng là với một cái bản vẽ kết thúc, với một cái bản vẽ mà nó đầy đủ như này thì sẽ giúp cho quá trình mà chúng ta xây dựng vừa tốn vừa đỡ tốn sức này, đỡ tốn thời gian mà bên cạnh đó thì cái chi phí tiền bạc thì nó cũng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và bác thấy sao về công trình này ạ? Nếu mà nói chung quy đã đến giờ phút này là gia đình dạ vâng. là nhất trí với vấn đề theo bản thiết kế thi công công trình của dạ vâng. công ty Queto. Dạ vâng. Đấy, bởi vì tôi cảm tưởng là cái công ty nó vừa thực tế, dạ vâng. công ty làm việc đến đúng là thiết kế theo thực tế. Dạ vâng. Và hai nữa vấn đề là giảm được chi phí mọi góc độ, ví dụ như là cả nhân công, nhân sự. Dạ vâng. Đấy. Và nguyên vật liệu. Dạ vâng. Đấy, đảm bảo được công trình. Dạ vâng. Đấy, với gia đình nhận xét như thế. Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Và biết rằng là cái công trình này khi mà cháu xuống ấy thì nói rằng là thật sự rất đẹp từ bên ngoài vào bên trong ạ. Và không biết rằng là hàng xóm ở xung quanh nhà bác thì thấy công trình này thì đánh giá sao ạ? Nội dung chính là bây giờ ở làng Long Trì này ấy, dạ vâng. thì là nói chung quy lại câu là chưa có ai có công trình như thế này. Dạ vâng. Thế mà người ta đến tham quan dạ vâng. mà người ta cũng đã xin cái mặt bằng để người ta thi công. Dạ vâng. Đấy, nhưng cũng do điều kiện người ta cũng có gia đình người dạ ta vâng, có, cũng có vâng. gia đình người ta không có, nhưng người ta người cũng có thể người ta chỉ làm phòng khách với phòng ngủ. Dạ vâng. Đấy, còn cái phòng người nhà ăn thì anh tạm thời chưa làm. Dạ vâng. Đấy, nhưng mà người ta cũng rất kết và quý mến theo góc độ là cái công trình của gia đình cũng như là của bản thiết kế của công ty Queto. Dạ vâng. Đấy. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Và ngoài ra thì thưa quý vị thân mến thì ở đây thì cháu cũng xin phép bác một chút là bác đánh giá sao về đội ngũ bên cháu từ nhân viên tư vấn này kiến trúc khi mà làm việc cùng với gia đình mình ạ? Tất cả là coi là trên tinh thần nếu mà nói nhân viên mà mang thiết kế về dạ mà vâng. tôi kiểm tra bởi vì tôi xem được mà
Dạ vâng. Nên là tôi cảm tưởng rất tin tưởng về công ty đó đã dạ vâng. thực tế đã để tạo điều kiện cho gia đình thi dạ công vâng. dạ. đến giờ phút này đã đây hoàn thiện như thế này. Đấy, tôi cảm tưởng rất ưng ý mỹ mãn theo góc độ gọi là công ty của các anh. Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và thưa quý vị thân mến, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác vì sự tin tưởng, lựa chọn và đặc biệt rằng là những chia sẻ thật tâm, thật lòng của bác dành tặng tới nhà đẹp cái tôi chúng cháu. Dạ vâng. Và tiện đây thì thưa bác thân mến thì cháu cũng xin phép bác vị là sẽ đưa toàn thể quý vị khán giả đang đón xem chương trình ngày hôm nay sẽ đi tham quan qua một vòng về ngôi nhà của bác để qua đó là trước khi vào gọi là vấn đề đi tham quan dạ tôi vâng. muốn gọi là từ tôi mà ra dạ vâng. mọi các gia đình khác dạ vâng. tôi khuyên là theo làm theo bản thiết kế dạ vâng. nhất là như tôi là thiết kế của công ty Keto dạ vâng. Đấy. Nên là coi là tất cả nhân viên thế mà công ty thế đều coi là đưa ra những cái mẫu dự án nó rất chuẩn. Wow. À, thế đấy. Dạ vâng, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Dạ vâng. Rồi, rồi. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Minh Thưởng vào bên trong tham quan và cùng chiêm ngưỡng về công trình hai tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại mà đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho bác vị nhé. Xin mời. Và vị trí của Minh Thuận đang đứng đây chính là sân của ngôi nhà Bắc Vị. Thì khi mà chúng tôi xuống đo đạc cũng như khảo sát thì đây chính là mảnh đất mà đưa ra với tổng diện tích là 260m². Và trên mảnh đất này thì bác muốn chúng tôi thiết kế một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại. Thì quý vị thấy rằng là chúng tôi đã hầu như là lùi sâu công trình về phía bên góc tay trái này để chúng ta sẽ có một khoảng không khá là rộng theo dạng chữ L. Đó. Thì sân này sau này khi mà anh trai, tức là con trai của bác ấy, thì có sắm ô tô các thứ thì để cũng cực kỳ là thuận tiện và dễ dàng nha. Với công trình nhà Bắc Vịnh ấy, thì chúng ta sẽ có mặt tiền chiều dài là 12m, chiều sâu công trình cũng sẽ là 12m. Thì đâu đó tổng diện tích của mỗi sàn là 145m². Đó. Đâu đó là mặt tiền là 12m5. Đó. Rồi. Với tầng 1 là chúng ta 140 bởi vì là có công trình phụ nha quý vị, chính là không gian bếp đây. Còn với tầng 2 thì chúng tôi không có xây ở phía trên khu vực bếp, cho nên là với không gian của tầng 2 là 120m² dành cho mặt sàn sử dụng. Chiều cao tính từ cốt sàn của tầng 1 này lên trên khu vực trần là 3m9, còn tầng 2 thì là chiều cao là 3m7 nha quý vị. Đó. Còn với bậc cầu thang này thì chúng ta sẽ có chiều rộng từ tính từ bậc đây ạ, từ bậc ngoài cùng này vào bên trong là chúng ta có chiều dài là hơn 2m, gần 2m rưỡi. Rồi, thì với ngôi nhà của bác thì chúng tôi đã kết hợp đan xen giữa hệ bậc tam cấp và mái Nhật. Và ở đây ấy, thì chúng tôi sẽ lựa chọn theo 4 tiêu chí nha quý vị. Một là chiều cao nền sân với mặt đường này.
thứ hai chiều cao của hệ móng với hệ mái, thứ ba là mức chi phí mà Bắc Vịnh mong muốn, và thứ tư đó là cái diện tích sân còn lại khi mà chúng ta thi công công trình. Đó, thì chúng tôi đã lựa chọn trên 4 tiêu chí đó và chúng ta đã có được một ngôi nhà hệ bậc tam cấp đây. Và với hệ bậc tam cấp này, khi mà kết hợp một sân, quý vị thấy không ạ, sân cực kỳ là cao như này, thì sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên cân đối, hài hòa, đẹp mắt khi mà nhìn ở xa hay là nhìn ở gần nhá. Còn về màu sắc thì sao ạ? Với màu sắc ở đây thì chúng tôi lấy tông chủ đạo là màu trắng để mà sơn lên tường. Và đan xen đây là những cái màu nóng, bởi vì Bắc Vịnh muốn rằng là sẽ có một ngôi nhà mang thiên đường, nó sáng một chút, nó đẹp một chút và nó ấm áp một chút. Cho nên là chúng tôi đã kết hợp đầu tiên là lấy màu xanh của ngói primer để chúng ta giúp cho ngôi nhà trở nên là nhẹ nhàng hơn, gần gũi thiên nhiên hơn và mát mẻ hơn. Với cái màu xanh này thì nó sẽ là màu lạnh và chúng ta sẽ giúp cho cả hai bò là tường cũng như là mái đều nổi bật và ấn tượng. Còn với chất liệu của cửa ra vào thì với tầng 1 là chúng tôi sẽ làm cửa ở sảnh chính này, rồi là cửa ở sảnh phụ này. Chúng tôi sử dụng nguyên liệu đó chính là lim Nam Phi. Đó. Còn chất liệu ở cửa trên tầng 2 cũng như là cửa sổ ở tầng 1, tầng 2 thì chúng tôi dùng đó chính là nhôm sinh pha và kính cường lực nha quý vị. Bởi vì là chúng tôi cũng đã chia sẻ cho bác rằng là nên dùng những chất liệu này, bởi vì là trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng về lâu về dài, có mưa gió nó tạt vào thì cũng chống công bênh, chống bối mọt và chống nó bị phai màu đi, nó bền đẹp hơn. Và đan xen cùng với đó thì quý vị sẽ thấy rằng là ở tầng 1, tầng 2 đó chính là những hệ cột cực kỳ to, cực kỳ chắc chắn và bề thế đúng không ạ? Đây, đây chính là hai cột ở sảnh chính. Thân là chúng tôi sẽ có thiết kế theo hạng, theo cái dạng đó là thân tròn nha quý vị. Còn chân là chúng tôi thiết kế chân vuông. Và chất liệu sơn đây là chúng tôi sơn cái dạng sơn giả đá nha, cực kỳ bóng và đắt tiền. Bác có chia sẻ rằng là bác cực kỳ đầu tư dành cho cái dạng sơn đây, bởi vì là vừa chống ấm, vừa chống ẩm này, vừa chống nóng này, mà bên cạnh đó lại còn sơn những cái dạng sơn nó đẹp để giúp cho mặt tiền công trình nổi bật lên. Và vẫn nói rằng là với những cái dạng sơn dạ đá như này nhá, khi mà quý vị nhìn ở xa, nhìn nó dạng bóng như đá thật quý vị ạ, quá đẹp, quá ấn tượng đúng không? Rồi, và chưa hết này, quý vị thấy đây là ở khu vực của cửa sổ này, đó là chúng tôi có những cái dạng cột thiết kế nổi bật lên này, đắp nổi lên đó. Rồi là dạng cột ở khu vực của sảnh chính này, chúng tôi cũng đắp nổi lên đây. Và sơn giả gỗ nhá, cùng màu với cửa của không gian phòng khách. Thì điều này sẽ góp phần giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên to hơn, chắc khỏe hơn và cơ bắp hơn. Đó, ở đây quý vị thấy không ạ? Tường này, chúng tôi có những cái đường phào chỉ cực kỳ là to như này. Đó, đấy, rất là to. Đó, quý vị thấy không ạ? Đắp nổi lên rất nhiều, có lồi, có lõm để giúp cho ngôi nhà của chúng ta được thu hút ánh nhìn hơn. Đó. Và ở đây thì theo bản thiết kế thì chúng tôi sẽ có thiết kế một bồn hoa ở đây để cho bác là có dùng để trồng những cái cảnh cây hoa. Nhưng mà bác thấy rằng là cái không gian diện tích sân nó không còn nhiều, cho nên là bác muốn rằng là để sau này khi mà có nhà có đám có dỗ ấy thì cũng sẽ thuận tiện hơn, thì bác sẽ thay vì thế bác thì bác sẽ ốp cái dạng đá ở đây, dạng đá tự nhiên này đó, thì nó sẽ làm hệ chân tường dành cho móng của nhà. Rồi, còn với sảnh chính và sảnh phụ của gia đình Bắc Vịnh thì chúng tôi có thiết kế và sử dụng đó chất liệu đá granite đan xen giữa hai màu sắc đỏ và đen nha quý vị. Điều này sẽ giúp cho sảnh của chúng ta trở nên nổi bật hơn, ấn tượng hơn và độc đáo hơn. Đó. Xung quanh thì cũng không thể thiếu đó chính là những cái dạng đèn H2 chiều này, đèn sáng này, đèn chùm này, thì sẽ giúp cho ngôi nhà của bác trở nên đẹp, lung linh hơn, không chỉ ban ngày mà cả ban đêm nữa. Rồi, và tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng vào bên trong tham quan. Và bật mí với quý vị một chút, đó là công trình bên ngoài đã đẹp rồi, nhưng bên trong Bắc Vịnh còn đầu tư gọi là đẹp hơn, ấn tượng hơn và độc đáo hơn. Và xin mời quý vị vào trong nhé. Rồi, và đây chính là không gian phòng khách của Bắc Vịnh. Và bật mí quý vị một chút là diện tích của không gian này là 45m2 nha quý vị. 45m2. Và phải nói rằng là khi mà đứng ở đây thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay một cái sự rộng rãi này, thoáng mát này,
Bởi vì là không chỉ về một cái chiều dài khá là dài này, bác dành nguyên nguyên một cái chiều sâu này để chúng ta thiết kế phòng khách này, và cộng với cái chiều cao khá là cao của ngôi nhà là 3m9 đó, thì sẽ giúp cho ngôi nhà trở nên thông thoáng. Và điều đặc biệt ở đây là gì ạ? Đó chính là chất liệu đá ở đây. Thì quý vị thấy rằng là ở đây là bác ốp cái dạng đá vàng nhá, đá hơi vàng vàng một chút, và có khổ lớn là 80x80. Bởi vì là 80x80 như này thì nó sẽ phù hợp với những cái không gian diện tích là trên 20m2 nha quý vị. Vừa tiết kiệm được cái thời gian thi công này, cái thứ hai là nó sẽ hợp với không gian này, sẽ giúp cho không gian trở nên cân đối, hài hòa, đẹp mắt hơn. Và một điều đặc biệt đó chính là hệ trần. Phải nói là mê quý vị ạ, đẹp đúng không ạ? Ở đây là chúng tôi thiết kế với hệ trần dập một cấp, nhưng quý vị phải nhìn về những cái đường phào chỉ được vạ sơn vàng đây ạ. Quý vị thấy không ạ? Những cái đường vân chéo này, đó. Rồi là những cái đường họa tiết hoa văn này, rồi là quạt trần này. Ui, trời ơi, quá mê quý vị ạ. Và ở đây là quý vị thân mến, là bác kết hợp hai màu sắc đèn nha quý vị. Ở bên trong thì bác có làm đèn hắt sáng màu vàng đó, để chúng ta sẽ làm gì ạ, khi bật lên ấy thì nó sẽ làm tô điểm hơn cái đường phào chỉ đây. Và ở bên dưới thì bác sẽ kết hợp đó chính là hệ đèn âm trần màu trắng, để giúp cho ngôi nhà của chúng ta sáng hơn vào ban đêm cũng như ban ngày khi mà chúng ta có nhu cầu sử dụng. Phải nói rằng là bác cực kỳ đầu tư và ấn tượng đúng không? Đây, có tới tận 3 vị trí lắp quạt trần cho quý vị. 1, 2 và 3. Ôi, phải nói một sự đầu tư cực kỳ lớn nha quý vị. Bởi vì là khi mà bác thiết kế xong ấy thì bác không chỉ sắm một cái bộ bàn ghế như này đâu quý vị ạ. Một bộ bàn ghế cực kỳ dài như này, mà bác còn phải chỉnh chu từng chút một. Bởi vì sau này khi mà nhà có đám có dỗ ấy, thì tất cả ở những không gian đây đều mát, đều thoáng, đều cực kỳ là dễ dàng sử dụng. Và một điểm lưu ý dành cho quý vị nhá, đối với những không gian ngày nay khi mà chúng ta thiết kế, thì những cái hệ gạch mà chúng ta ốp tường đây này, thì mình thường cũng khuyên một chút, đó là chúng ta nên ốp âm tường. Đó, thì điều này trong quá trình khi mà chúng ta sử dụng này cũng sẽ dễ dàng hơn, cũng sẽ chống bụi bặm ở đây đó, giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên bền đẹp. Rồi, và để lấy ánh sáng và độ thông thoáng thì đây là chúng tôi đã kết hợp một cửa sổ đơn này. Ở phía cuối phòng khách là có hai cửa sổ đơn. Đó, thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với hệ cửa chính ở đây để lấy ánh sáng và độ thông thoáng. Đó, và như mình thường đã nói giới thiệu đúng không ạ? Là chất liệu cửa thì chúng tôi đều là nhôm sinh pha và kính cường lực thôi. Bên trong là chúng tôi sử dụng khung inox nhá. Đó, sơn trắng khá đẹp. Và màu sắc ở bên trong thì cũng sẽ là cái màu mà tương tự màu bên ngoài, là chúng ta có màu trắng. Đấy, đây là vị trí mà chúng tôi đã có tư vấn cho bác, đó chính là nơi đặt bộ bàn ghế, rồi là tủ kệ tivi, làm sao nó hài hòa, nó đẹp mắt với một không gian phòng khách như thế này. Đúng không ạ? Và chúng tôi cũng tư vấn cho bác là chúng ta nên lựa chọn những cái hệ to một chút, dài một chút, nhiều tiền một chút, đúng không ạ? Bởi vì nhà đã đẹp, đã sang rồi, nội thất phải đẹp hơn đúng không? Rồi, và ở trên này quý vị thấy không ạ? Một bức hoành phi mã đáo thành công. Đó, phải nói rằng là bác cực kỳ là chỉnh chu và ấn tượng. Rồi, và đây chính là không gian phòng bếp cũng như là phòng vệ sinh chung ở bên trong nha quý vị. Đó. Thì với không gian bếp này là chúng tôi đang thiết kế dành cho bác Vịnh là diện tích 21m2. Đó. Và ở đây thì chúng tôi khuyên dùng cho bác một chút, đó là bởi vì không gian bếp ấy thì chúng ta cũng sẽ nấu ăn khá là nhiều này. Rồi là trong quá trình mà dọn dẹp thì chúng ta cũng sẽ tránh tình trạng đó là bị bẩn tường. Cho nên là chúng tôi cũng khuyên bác đó là ốp đá, ốp gạch đá ở đây. Đó, quý vị thấy rằng là những cái dạng gạch đá nó khá đẹp và bóng như này. Và những cái dạng gạch bóng đấy thì khi mà chúng ta bật đèn lên này thì nó sẽ kết hợp cùng với những cái cửa sổ hai cánh này, cửa sổ đơn này. Đó, thì điều này thì chúng ta sẽ lấy được ánh sáng và độ thông thoáng dành cho không gian bếp. Đó. Và ở đây thì hiện tại thì gia đình bác cũng chưa có sử dụng không gian này, mà chúng tôi cũng đã có bố trí sẵn vị trí thiết kế dạng bếp đây là dạng chữ L nha quý vị. Đặt bếp là chúng ta đặt đây này. Đó. Bởi vì sao đặt đây ạ? Bởi vì là theo như phong thủy ấy, thì chúng ta không nên là đặt vị trí bếp cạnh phòng vệ sinh.
đó thì nó sẽ phạm phong thủy nhé. Mà vị trí bếp đây là chúng tôi cũng đã đo đạc rồi, đây là nơi mà đặt tọa hung và hướng cát đấy, thì bác chỉ mới đặt sẵn thôi một cái tủ bếp thôi đó, thì sau này khi mà gia đình các anh và các chị nhà bác về thì khi mà sử dụng sẵn rồi thì chúng ta có thể là bắt đầu là vào đó. Rồi ở trên là hệ trần mà chúng tôi đặt là trần nguyên bản nhé, có quạt trần này đó. Đây là chúng tôi có hệ cửa ra công trình phụ, bởi vì là hiện tại thì đang có chút vấn đề nên là chúng ta không mở ra được. Rồi tiếp theo đây chính là không gian của phòng vệ sinh. Nhưng mà quý vị phải để ý một điều này, màu sắc ở cửa đây cực kỳ độc đáo nhá. Ở đây là thông thường đối với những ngôi nhà khác ấy, thì họ sẽ để cửa nguyên thôi, nhưng mà đối với nhà bác Vịnh thì bác sẽ có thêm những cái bức phù điêu khá đẹp như này. Phải nói rằng là nó vừa đẹp vừa sang trọng mà lại còn tinh tế đúng không? Đấy, đây chính là không gian của phòng vệ sinh nhà bác của nhà bác Vịnh này. Thì không gian này đang có diện tích là tới tận 6,5 m². Đó, ở dưới là chúng ta có cái dạng gạch mà ốp vân đá, giống như là đá cuội của quý vị ạ. Nó cũng sẽ có độ nổi lên nhá, độ nổi lên nhá. Đấy. Thì điều này khi mà chúng ta sử dụng này, trong quá trình khi mà đi lại thì cũng chống trơn trượt cực kỳ là tốt, và nó mang lại một cái vẻ đẹp nó khá là hay. Đó. Ở đây là chúng tôi cũng sẽ ốp đá này. Này, ốp đá này, ốp gạch đá. Ở dưới là chúng tôi sẽ ốp cái khuôn khổ là 20x20 cho quý vị. Và cũng lưu ý quý vị một chút là những cái dạng gạch nhỏ như này ấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta thi công ấy, thì cực kỳ là dễ dàng để chúng ta tạo cái độ dốc đó để chúng ta thi công cái phòng vệ sinh này. Ở đây là chúng tôi đã có bố trí có cửa kéo này đấy, thì bên trong là nơi tắm nhé, còn bên này là chúng ta sẽ nơi khô, có khá là rộng, có ô cửa sổ này, hai ô cửa sổ này đó để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho phòng vệ sinh. Đấy, khá là đẹp đúng không ạ? Rồi tiếp theo xin mời quý vị sẽ đến với những không gian khác nhé, xin mời. Và với tầng 1 của nhà bác Vịnh thì chúng tôi có thiết kế hai phòng ngủ đơn nha quý vị. Và phòng này là phòng đầu tiên này. Đó, hiện tại thì đang là sử dụng dành cho hai bác. Thì ở đây thì bác đang dùng những cái đồ dùng ngày trước của bác thôi, nhưng mà chúng tôi cũng đã gợi ý sẵn vị trí đặt đầu giường như làm sao này, nơi đặt tủ quần áo làm sao để nó vừa hài hòa đẹp mắt dành cho không gian. Và ở đây là chúng tôi đã kết hợp với một cửa sổ đơn và một cửa sổ đôi để lấy ánh sáng và độ thông thoáng dành cho không gian phòng. Còn gạch ở đây thì chúng tôi sẽ làm gạch nhỏ hơn một chút nhá. Chúng ta chỉ làm gạch 40x40 thôi, nó sẽ nhỏ hơn với dạng gạch bên ngoài phòng khách nha quý vị. Bởi vì không gian phòng ngủ thì nhỏ hơn mà, thì chúng ta phải lựa chọn những cái dạng gạch nó vừa phải hơn, đẹp hơn. Đấy, thì phòng ngủ thì bác cũng làm đơn giản thôi, chúng ta cũng không quá là cầu kỳ, là trần nguyên bản. Đó, màu cửa đây này, chúng tôi cũng sử dụng đó là nhôm sinh pha, kính cường lực. Đấy, bên trong này quý vị thấy không ạ, có những cái đúc phù điêu khá là đẹp như này. Nó sẽ giúp cho không gian bên ngoài, bên trong vừa đẹp vừa tinh tế. Rồi, chúng ta sang phòng ngủ thứ hai nhé. Và đây chính là không gian phòng ngủ thứ hai, hiện tại thì đang dành cho vợ chồng của anh Thủy. Đó, tức là con trai của bác ấy. Đó, thì ở đây cũng tương tự, đó là bác cũng đã gọi là dùng những cái đồ dùng trước của bác thôi. Đó, thì chúng tôi cũng đã có gợi ý cho bác vị trí đặt đồ giường ra làm sao này, nơi đặt tủ quần áo nó hài hòa, nó hợp lý này. Đó, ở đây thì chúng tôi chỉ có một cửa sổ đôi như này thôi. Đó, thì để lấy ánh sáng và độ thông thoáng từ bên ngoài vào nhá. Đấy, có rèm này. Đó, thì để trong quá trình sử dụng thì gia đình cũng sẽ thuận tiện hơn. Đối với phòng ngủ này thì chúng tôi có thiết kế với trần thạch cao giật một cấp như này, có lắp đèn âm trần màu trắng để giúp cho vợ chồng của anh Thủy thì cũng sẽ có được cái độ thoáng và ánh sáng đầy đủ trong quá trình khi mà sử dụng ở đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với tầng 2. Và trước khi mà đến với tầng 2 thì Minh Thử sẽ giới thiệu qua một chút về cầu thang ở đây nhé. Đối với ngôi nhà của bác Vịnh ấy, thì như mình đã nói rồi, chiều cao tầng 1 là 39, cho nên là chúng tôi cũng sẽ chia số bậc cầu thang là 25 bậc đó, và diện tích của cầu thang là 2m2 cho quý vị đó, 2m2. Điều này thì chúng ta trong quá trình sử dụng này cực kỳ là rộng rãi như này đó, phải đâu đó được tầm 2 người đi quá là thoải mái luôn, quá thoải mái luôn đó. Và thiết kế đây là chúng tôi thiết kế mặt đen cổ trắng nhá.
Thì điều này quý vị thấy rằng là trong quá trình khi mà thiết kế mặt đen của trán này, chúng ta di chuyển này, phải nói ra là cực kỳ là rõ ràng. Kể cả cái sau này khi mà các bác cao tuổi, các bác đi lại cũng cực kỳ là thuận tiện và dễ dàng hơn. Khu vực mà khung bảo vệ đây thì chúng tôi có thiết kế đó là lim nam phi nhá. Quý vị thấy không ạ? Chạm khắc rất đẹp, rất tinh tế. Đế to rồi nhỏ dần, và trên là chúng tôi có thiết kế với hệ cột tròn. Wow, phải nói rằng là quá tinh tế, quá đẹp đúng không? Rồi và xin mời quý vị tiếp tục đi lên trên khu vực trên cao nha. Rồi và ở đây thì chúng tôi đã có thiết kế hai chiếu nghỉ nha quý vị. Đó, thì vừa tăng thêm diện tích trong quá trình mà chúng ta di chuyển này. Và ở đây là chúng tôi có kết hợp với một cửa sổ đơn này và một cửa sổ rất là dài bên kia. Đó, thì kết hợp cùng với hai hệ đèn ống. Đó, thì chúng ta sẽ lấy được ánh sáng đầy đủ cũng như độ thoáng chỉnh cho không gian cầu thang trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Và với không gian ở trên tầng 2 thì bác muốn chúng tôi thiết kế không gian bao gồm là một phòng thờ này, hai phòng ngủ, một vệ sinh chung và chúng ta sẽ có một phòng phơi đồ. Thì chúng ta lần lượt tìm hiểu từng không gian một nhé. Thì bước lên trên khu vực cầu thang thì đây chính là không gian của phòng thờ. Thì với không gian này có diện tích là 28m2 nha quý vị. 28m2. Thì ở đây là chúng tôi cũng đã gợi ý dành cho bác, đó chính là chúng ta thiết kế thêm một cái kệ. Đó, cái kệ đây để chúng ta có thể là ngồi sinh hoạt chung cũng được. Thì hiện tại bác đang đặt thêm. Rồi, và vị trí đặt bàn thờ đấy thì chúng tôi cũng đã tính toán theo phong thủy. Và nơi đặt bàn thờ đây chính là nơi mà đặt tọa cát, hướng cát, để mang lại cái sự nghiêm trang, sự trang trọng dành cho phòng thờ của chúng ta. Còn đối với không gian phòng ngủ trên tầng 2, hiện tại bởi vì là các con của nhà bác Vĩnh ấy, thì các anh chị đang đi làm, cho nên là không gian ở trên này thì chúng ta chưa sử dụng. Nhưng mà nó có một chút thì hiện tại phòng này có diện tích là 16m2 nha quý vị. Đó, có cửa sổ đôi này, có rèm này, đó để chúng ta sử dụng. Ở đây là có thêm một cái ô thoáng con nữa để chúng ta có thể là lấy ánh sáng, đó, khá là đẹp đúng không? Rồi, và tương tự như là chất liệu cửa thông bột này, bác có thêm những bức hoành phi như này để trang trí và đẹp hơn. Còn đây chính là phòng ngủ thứ hai. Ở phòng ngủ này thì đang có diện tích là 15m2 nha quý vị, 15m2. Đó. Ở đây là có một cửa sổ đôi này. Ở đây là có một cửa sổ đơn nữa này. Đó. Thì chúng tôi đều thiết kế một cách đầy đủ nha, làm sao có được độ thoáng, ánh sáng dành cho tất cả không gian phòng ngủ ở trên tầng 2. Rồi. Và không gian ở phòng vệ sinh chung ở trên tầng 2 thì với phòng này hiện tại đang có diện tích là 5m2. Đấy. Thì với cái diện tích như này thì chúng tôi sẽ thiết kế không có vách ngăn giống như tầng 1, nhưng mà cũng đã đầy đủ có bồn vệ sinh này, bồn rửa mặt này. Hiện tại thì bởi vì ở trên tầng 2 bác chưa có sử dụng cho nên là cũng chưa có lắp đầy đủ những cái đồ dụng cụ đây. Rồi. Và không gian đây. Đó. Đây chính là không gian phòng phơi đồ nha quý vị. Phải nói rằng là khi mà ra thì nó quá là thoáng, quá là mát đúng không? Đấy, chúng ta có hai cái khung bằng sắt như này để thay thế với hệ tường. Đấy. Thì điều này chúng ta sẽ có được ánh sáng cũng như là ánh nắng rồi là độ gió để giúp cho không gian phơi đồ của chúng ta nhanh thoáng hơn. Ở đây là có ổ điện này. Đó, ổ điện đây là để cho bác có thể lắp đặt máy giặt đây nhá, sử dụng. Chúng tôi đã bố trí sẵn rồi. Đối với tất cả những công trình nhá, là chúng tôi đã bố trí sẵn đường điện, đường ống nước một cách đầy đủ để dành cho các hộ gia đình cũng như bác Vịnh đây là chúng ta thiết kế. Và một không gian cuối cùng đó chính là ban công ở trên tầng 2. Wow. Đây, xin mời quý vị. Wow, quá là đẹp quý vị ạ. Nếu như mà nói rằng là chúng ta đứng ở đây mà chúng ta ngắm nhìn ra khu vực đồng ruộng thì thôi, quá đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là mùa hè mà chúng ta ngồi ở này và như mình thường có hỏi bác Vịnh ấy, thì bác muốn rằng là ở trên này khi mà buổi tối mùa hè thì bác sẽ cùng với các con, các cháu sẽ ngồi ở đây vừa thưởng thức trà, vừa vui chơi mà là vừa hóng gió mát nữa. Quá là đẹp, quá tinh tế đúng không ạ? Đây, hệ cột như mình thử vừa nói ban đầu đúng không ạ? Đây là chúng ta có hệ cột đắp giả này, bo tròn này và cũng sơn giả đá.
Đây, đây cũng có một hệ cột này rất là to như này và chúng ta có thiết kế theo hệ thân thân tròn nhá. Còn ở trên là chúng tôi có thiết kế với hệ mái đuồng bê tông và trên là bán kính cường lực. Đó, khá là đẹp. Rồi. Đây, chất liệu cửa như mình đã nói rồi. Đó, tầng 2 là chúng ta dùng nhôm sinh pha và kính cường lực thôi. Đó. Và kính thưa quý vị, vừa rồi thì Minh Thưởng đã giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại đã được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho Bắc Vịnh. Và quý vị cảm thấy về mẫu thiết kế này như thế nào ạ? Nếu như quý vị cũng yêu thích về mẫu thiết kế này, hãy liên hệ với số điện thoại của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 656 596 để đội ngũ tư vấn thiết kế của nhà đầm Kaito chúng tôi mang tới cho quý vị về những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!